Đại dịch COVID-19 đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp là nỗi trăn trở lo lắng của toàn dân trong những ngày qua. Vậy nhưng, khi Bộ Y tế chưa có văn bản thông báo số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 28 tháng 7, thì một số fanpage đã đồng loạt đăng tải hình ảnh lịch trình hai ca nhiễm COVID-19. Đồng thời, những thông tin cá nhân của họ đều được đưa công khai trên các trang Tam Kỳ, Tôi yêu Tam Kỳ, Đồng hương Quảng Nam, Tin nóng Hội An, Yêu Đà Nẵng, Đà Nẵng, v.v. Việc này đã gây hoang mang trong dư luận. Vậy với hành vi phát tán tên tuổi, nơi cư trú và các thông tin cá nhân của người nghi nhiễm như trên thì pháp luật hiện nay quy định như thế nào? Luật sư Lê Ngô Trung sẽ giải đáp rõ hơn về vấn đề này. Việc công bố thông tin của một người phải hết sức cẩn trọng để không làm ảnh hưởng đến đời tư cũng như bí mật cá nhân thì thông thường cơ quan chức năng chỉ công bố ở dạng tên viết tắt. Bởi lẽ pháp luật có quy định việc thông tin liên quan đến đời tư, bí mật cá nhân là bất khả xâm phạm và bí mật. Điều 38 Bộ Luật Dân sự cũng có quy định việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và công khai thông tin của cá nhân phải được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp luật quy định khác. Do đó, về nguyên tắc việc phát tán, chia sẻ thông tin cá nhân mà không được sự cho phép hoặc không đúng thẩm quyền sẽ là hành vi vi phạm. Theo quy định tại điểm E khoản 3, điều 102 của Nghị định 15 năm 2020, thì với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật thì sẽ chịu mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Và trong trường hợp phát tán thông tin đó là sai sự thật, làm ảnh hưởng và xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một người thì khả năng người phát tán sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật về hình sự. Đây không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đó nhiều người đã đưa tin thất thiệt, chia sẻ phát tán thông tin trên Facebook đã bị xử lý nghiêm. Vậy nhưng vẫn còn đâu đó những người không sợ chế tài. Phân tích sâu hơn vấn đề này, chuyên gia tâm lý Lê Khanh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục đặc biệt Diệp Quang, An Giang phân tích. Thì như chúng ta đã biết, Facebook bây giờ nó rất là đa dạng và rất là thông tin trên nó rất là nhiều. Cho nên là những người mà đọc trên Facebook họ luôn luôn tìm kiếm những thông tin nó nhạy cảm, nó mang tính thời sự. Nó có những cái mà mình gọi là riêng tư hay bí mật gì đó, nó tạo ra một cái sự thu hút. Và thứ hai nữa là người ta xem thì thường thường chúng ta nói gọi là tay nhanh hơn não, là người ta xem một cái thông tin và người ta phản ứng theo cái cảm tính của người ta ngay đó. Mà hiện nay thì mình có thể nói cái cảm tính của những người Facebook đó, là mang tính cách luôn luôn bất mãn, luôn luôn chống đối, luôn luôn tìm những cái sai đó, để phê phán, nghĩa là nói chung là thích phê phán, thích phê bình, thậm chí là thích chửi bới để thỏa mãn những cái ức chế. Ngược lại những người xem cũng vậy, cũng vì những cái mặc cảm, cũng vì những cái khó khăn, ức chế về mặt tâm lý đó, đọc những cái thông tin mà gọi là tích cực á, thì lại cảm thấy là không hài lòng, mà đọc những cái thông tin tiêu cực á, thì cảm thấy cái này mới là đúng. Chuyên gia tâm lý Lê Khanh nhận định, việc chế tài đã đủ tính răn đe nhưng phải xử lý đúng quy định, công khai và có mức độ khác nhau, cần có những tình tiết tăng nặng và mức xử phạt hợp lý. Đưa ra lời khuyên đối với người sử dụng mạng xã hội, theo ông, hãy là những người dùng mạng xã hội một cách thông minh. Thông tin trên mạng xã hội rất đa dạng, nên người xem phải có cái nhìn khách quan, phải đối chiếu với thông tin chính thống, cẩn thận khi phát tán thông tin. Đây là lúc chúng ta phải thể hiện được lòng trắc ẩn, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, không nên làm tình hình phức tạp thêm bằng những bài viết thiếu ý thức xây dựng. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.